Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các dòng loa vừa cập nhật tại shop. Đó là các dòng loa Sub Yamaha, các dòng loa Pioneer HB100 và những dòng loa bầu cũng như là một số các thiết bị audio. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh hoặc trên màn hình điện thoại. Với tháng 10 này, Tiến Dũng có chương trình khuyến mại rất đặc biệt và chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ kết thúc chương trình này. Đó là sẽ tặng kèm theo một bộ dây loa Pro-N của Ý. Món quà này trị giá 800.000, Tiến Dũng sẽ dành tặng cho các đơn hàng có giá trị giao dịch trên 10 triệu. Các đơn hàng có giá trị giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu, Tiến Dũng sẽ dành tặng một bộ dây AV hoặc dây ba lăng. Quý vị và các bạn sẽ tùy chọn. Món quà này trị giá 500.000 sẽ dành cho các đơn hàng có giá trị giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu. Lưu ý với quý vị và các bạn, chương trình này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Hết thời gian trên, Tiến Dũng sẽ kết thúc chương trình khuyến mại. Những dây loa trị giá 800.000, mỗi bên 2,5m dây Pro-N của Ý xịt và dây AV cũng như dây ba lăng có chiều dài 1m, mức giá 500.000. Quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những dòng dây dẫn chất lượng cao và với mức giá rất phù hợp túi tiền. Quý vị và các bạn cũng có thể xem thêm các thông tin chi tiết tại trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Hoặc anh em cũng có thể theo dõi Tiến Dũng tại Facebook Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video này, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa Pioneer HBM100. Hai cặp loa này vừa cập nhật tại shop ngày hôm qua. Đây là những dòng hàng do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn từ Mỹ chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Và với tình trạng của nó rất đẹp. Pioneer HBM100, hàng của Nhật, sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1980. Đây là một cặp loa rất nổi tiếng của thương hiệu Pioneer. Không phải vì nó quá nhiều tiền, nhưng đây là một cặp loa rất đáng chơi, phân khúc vừa túi tiền. Pioneer HBM100 có hai bản. Bản 100W, quý vị chỉ cần nhìn lỗ thông hơi này, màu đen là 100W và lỗ thông hơi có vòng bạc là 200W. Hai bản này có cấu hình tương tự giống nhau, có công suất hơi chênh lệch nhau một chút. Pioneer HBM100 bản 100W, trở kháng 8 ohm, hàng Made in Japan. Mẫu loa này có công suất là 100W trên một thùng, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 96 decibel. Độ nhạy của nó rất cao. Đây là thùng loa bên đây. Tất cả các tuyến loa đều rất đẹp. Đây là những dòng hàng do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ trời Tây và do chính tay tôi kiểm tra, kiểm định từng ly từng chút. Quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là cặp loa thứ hai, bản 200W. Màng loa bát còn rất mới, keo còn ướt, bát 30cm, màng giấy, gân xếp vải tẩm dầu. Một loa chung 12,5, một loa chép giấy và một loa super chép. Phía trên này chúng ta thấy có hai nút tinh chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng chung và tiếng chép. Đây là dòng loa có lỗ thông hơi. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ màu vàng. Cặp loa này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc, hát karaoke. Chúng ta có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Đối với việc hát karaoke thì đây không phải là một cặp loa chuyên nghiệp, nên quý vị cũng chỉ nên chơi với cường độ là giải trí gia đình thông thường. Chúng ta không nên so bì với các dòng loa full. Loa full là loa chuyên dùng, còn loa này là loa nghe nhạc và có thể kết hợp được karaoke. Để an toàn hơn thì quý vị và các bạn có thể bớt cái nút crossover này xuống một chút thì tiếng mic và tiếng chép nó sẽ an toàn hơn. Pioneer HBM100 bản 200W, tình trạng zin nguyên bản và tuyệt đẹp, thì dùng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, mức giá 25 triệu. Và phía bên đây là bản 100W, có tình trạng đẹp như nhau, mức giá 22 triệu 500. Đây là e-căng của loa. Tất cả e-căng liền lạc, zin, rất đẹp. Rất nhiều các anh em hỏi là giữa hai bản này thì có chênh lệch nhau gì về âm thanh hay không. Thì nhân tiện đây Tiến Dũng cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Với hai cặp loa này có màu sắc âm thanh hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên về độ mạnh, độ chịu đòn thì bản 200W nó mạnh mẽ hơn, chịu đòn tốt hơn một chút.
22.500.000 cho bản 100 và 25.000.000 cho bản 200W. Thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển cặp loa này đi các tỉnh khoảng 500.000 tùy theo địa phương. Thì Dũng sẽ tặng ngay một bộ dây loa Pro N của Ý khi quý vị và các bạn sở hữu những cặp loa vừa giới thiệu. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc loa Superwoofer rất nổi tiếng của thương hiệu Yamaha. Và đây cũng là một chiếc rất hiếm. Đó là Yamaha SW1000L. L tức là viết tắt của chữ Limited. Đây là bản giới hạn của thương hiệu Yamaha. Ở đây quý vị thấy hãng đề ActiServo Pro Section. Đây là dòng Super Woofer System cao cấp của thương hiệu Yamaha. Đây là bản giới hạn. Mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 30cm, có lỗ thông hơi phía mặt trước. Đây là dòng loa súp điện. Phía mặt trước là nút cắt tần số. Tần số hoạt động từ 30Hz đến 130Hz. Đây là nút volume. Và đây là một remote điều khiển từ xa. Chiếc này vừa về từ Nhật ngày hôm qua. Thì Dũng đã lau dọn sạch sẽ toàn thân bằng gỗ lại. Ở đây các rắc kết nối còn vàng óng, nó rất mới. Điện 100V, công suất 100W, hàng của Nhật. Em thấy cái dây nguồn của nó cũng rất đã. Đây là dòng Limited, hàng đấu mạng siêu thị Nhật về. Chiếc này công suất nguồn là 100W, công suất ngõ ra loa là 300W. Ở đây có vết chày rất nhỏ đây. Phía trên này cũng có những vết chày rất nhỏ đây. Nhìn chung là không đáng kể. Và tổng thể đây là một chiếc loa Superwoofer rất đẹp. Bass 30, màng giấy, gân, vải. Chiếc này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm 40m2. Anh em chơi là vừa. Mức giá của chiếc này là 17.000.000. Yamaha SW1000 phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke. Và đây là một chiếc loa có cấu hình rất lớn. Cấu hình trọng lượng của nó khoảng 48kg. Phía bên đây là một cặp loa Bow 601 Series 2 cũng vừa được cập nhật trong đặt hàng này. 601 Series 2 với tình trạng tuyệt đẹp, hàng về từ Mỹ. 601 Series 2 thì cái e-căng của nó sẽ, khu vực này nó sẽ màu vàng và nó giải đều ra và cuối cùng là màu đen. Rất nhiều anh em lầm tưởng đây là màu nó bị bạc nhưng mà không phải, hãng họ làm như vậy. 601 Series 2 sẽ bao gồm là hai loa bass loại 20cm, 4 loa chép giấy. Loa này có công suất là 250W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Đây là một cặp loa được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, rất đẹp. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m2, anh em chơi là vừa. Các loa còn rất đẹp. Phần thông loa được trang trí bên ngoài bằng Simili màu vân gỗ. Đây là những hàng tuyển chọn chưa qua sử dụng tại Việt Nam, anh em sẽ thấy nó rất đẹp. Các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn, dù cho là hàng Nhật hay là hàng Mỹ thì đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Mức giá của cặp loa này là 35.000.000. Thì Dũng bao zin, bao đúng hàng Mỹ xịn, tất cả tuyệt đẹp. Phía dưới này thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu giải mã DC chuẩn Hi-Res Audio nhạc chất lượng cao. Đó là chiếc Tobin DX5. Tobin DX5 là một chiếc giải mã DC cao cấp thế hệ mới của thương hiệu Tobin Trung Quốc, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Rất nhiều các anh em sẽ không thích chữ Made in China này. Tuy nhiên thì anh em sẽ thấy là hai tiêu chuẩn phía trên là hai tiêu chuẩn có thể nói là đứng đầu thế giới, là tiêu chuẩn CE Certificate Electric là tiêu chuẩn của châu Âu và tiêu chuẩn FE là tiêu chuẩn của Mỹ. Lọt được vào hai tiêu chuẩn này thì quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Chiếc này có thể giải mã TV, điện thoại, máy tính, có chức năng Bluetooth, xuất ra ở hai cổng RCA và cổng ba lăng. Chúng ta có thể kết nối đến cùng một lúc hai dàn âm thanh. Tobin DX5 mức giá 11.500.000. Thì Dũng sẽ phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng nguyên hộp, mới nguyên siêu, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1.
Lưu ý với quý vị và các bạn, những sản phẩm giải mã DC Tín Dũng sẽ phục vụ là hàng chính hãng. Ở đây không có hàng sách tay hay là hàng trôi nổi trên thị trường. Quý vị và các bạn có thể mua được những topping D5 này với mức giá rẻ hơn tầm vài 300 ngàn. Tuy nhiên đó là hàng sách tay, không cả cái chế độ hậu mãi sau bán hàng nó sẽ rất kém. Trong chương trình này Tín Dũng sẽ dành tặng ra một bộ dây quang để kết nối TV xuống giải mã và một bộ dây ba lăng Roen của Ý. Trị giá hai món quà này 650.000 và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Mức giá 11.500.000. Chiếc này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc, hát karaoke, kết nối TV, điện thoại, máy tính. Chất lượng âm thanh giải mã 32 bit, anh em sẽ ngỡ ngàng với âm thanh của những chiếc đầu giải mã DC như thế này. Chiếc này sẽ thay thế cho hoàn toàn các dòng đầu đĩa CD, đầu đĩa DVD, đầu đĩa 5 số. Chúng ta chỉ cần kết nối với TV, điện thoại hoặc máy tính là sử dụng tốt. Độ bền, độ ổn định của nó rất cao. Đây là các dòng giải mã DC chuyên nghiệp. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly rất đặc biệt. Và trong thời gian vừa qua thì doanh số bán hàng chiếc này có thể nói là cao nhất trong các dòng đàn nông. Đó là đàn ông PMA 2035 mã. Chiếc này với thiết kế mặt phanh nhôm màu vàng, xe ngang là 43cm, điện 100V, công suất nguồn là 275W. Đây là dòng Super Audio sử dụng 4 sò MOSFET. Rất nhiều các anh em hỏi Tín Dũng là Super Audio là sao? Thì như thế đây Tín Dũng mở một chiếc máy đàn ông 2035 mã ra để anh em thấy phần nội thất. 2 men công suất độc lập. Trên đây có mang theo 4 sò MOSFET. Sò MOSFET là hiệu ứng trường mối nối. Một con sò MOSFET có thể nó sẽ mạnh gấp khoảng 3 lần so với những con sò thông thường. Và Super Audio là với những linh kiện cao cấp, tăng phô cao cấp. Ở đây hãng có đề Super Audio trên 2 chiếc tăng phô. Cái dòng tụ chữ vàng, tụ Nichicon. Đây là những tụ rất cao cấp và hãng đàn ông đã trang bị cho những sản phẩm cao cấp của mình. Điện 100V, công suất nguồn 275W. Đây là đối tác tuyệt vời cho các dòng loa kiểu như các dòng loa Bow, kiểu như Sequin Vega, kiểu như Pioneer HB100, kiểu như các dòng JBL Bass 30 như là 112, 166, 100 Century, vân vân. Đàn ông PMA 2035 mã, tình trạng hàng bãi về trực tiếp từ Nhật, mức giá 19.000.000. Tín Dũng sẽ bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật cho các sản phẩm hàng bãi. Tới đây thì Tín Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy liên hệ với Tín Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm mình yêu thích với chất lượng được đảm bảo bởi Tín Dũng Audio Sài Gòn và phần quà tặng hấp dẫn tháng 10 này. Xin chào, xin cảm ơn.